Xin chào, sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 17 giờ. Ông Phạm Việt Cường, 50 tuổi, phó chánh án tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ. Quyết định khởi tố, tạm giam được thực thi 5 ngày trước. Ông Cường là thẩm phán cao cấp, làm phó chánh án tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vào tháng 4 năm 2023, sau khi rời vị trí chánh tòa tòa hình sự. Việc bắt ông Cường được tiến hành khi mở rộng điều tra vụ án môi giới hối lộ xảy ra tại tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Hai người đầu tiên bị khởi tố vào tháng 8 là trưởng và phó phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại. Môi giới hối lộ là hành vi của một người làm trung gian giữa người nhận hối lộ và người đưa hối lộ theo yêu cầu của một trong hai bên hoặc của cả hai bên, để người đưa hối lộ và người nhận hối lộ tiếp xúc, giao thiệp với nhau về việc đưa, nhận hối lộ. Theo pháp luật, người nào môi giới hối lộ, tùy từng mức vi phạm khác nhau mà sẽ bị phạt tiền hoặc phạt tù. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú vừa được Bộ Chính trị phân công giữ chức thường trực Ban Bí thư khóa 13. Ông Tú kế nhiệm ông Lương Cường đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước 4 ngày trước. Tổng Bí thư Tô Lâm là người trao quyết định. Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Bộ Chính trị hoàn toàn tin tưởng ông Trần Cẩm Tú, người được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm công tác, đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng ở Trung ương và địa phương. Đặc biệt, với cương vị chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Tú đã cùng tập thể đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kết luận và xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ việc mới, phức tạp, nghiêm trọng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Tú khẳng định sẽ kế thừa và phát huy kinh nghiệm của những người đi trước để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của Đảng và nhân dân. Dự báo, đến 7 giờ ngày mai, tâm bão Trà My cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270 km, tăng lên cấp 11-12, tối đa 133 km/h, giật cấp 15. Bão sau đó hơi trúc xuống nam, hướng đến vùng biển Trung Trung Bộ. Tuy nhiên, đến ngày 27 tháng 10 nhiều khả năng Trà My đổi hướng, quay 180 độ về giữa Biển Đông. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các tỉnh thành ven biển từ Thanh Hóa đến Phú Yên tổ chức theo dõi, cập nhật thông tin bão, mưa lũ, kiểm đếm, thông báo tàu thuyền ra khỏi khu vực nguy hiểm, chủ động quyết định cấm biển. Trên đất liền, các địa phương giả soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là nơi có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở, cửa sông, ven biển. Kiểm soát việc đi lại, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lũ lớn để đảm bảo an toàn. Đài khí tượng Nhật Bản và Hồng Kông cho rằng bão sẽ duy trì sức gió 170 km/h trước khi đổi hướng. Hà Nội dự kiến hạn chế phương tiện ở khu vực mật độ dân cư cao, không khí ô nhiễm, có điều kiện hạ tầng để áp dụng tiêu chuẩn cao hơn về phát thải giao thông. Theo dự thảo, vùng phát thải thấp là khu vực giới hạn trong thành phố. Các phương tiện giao thông hoạt động ở khu vực này phải đáp ứng tiêu chuẩn phát thải nghiêm ngặt. Phương tiện không đạt tiêu chuẩn sẽ bị hạn chế hoặc phải trả phí. Thành phố dự kiến 5 tiêu chí, cũng là 5 nhóm vùng hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm. Thứ nhất là khu vực tập trung các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mật độ dân cư cao, có các khu vực, địa danh cần được bảo tồn, có tiềm năng phát triển du lịch văn hóa xã hội. Thứ hai là khu vực đang ô nhiễm không khí vì nguồn phát thải giao thông. Thứ ba là khu vực có hạ tầng đáp ứng được phương tiện giao thông công cộng phát thải thấp, có khả năng tổ chức sắp xếp giao thông phù hợp, thuận tiện, khoa học. Thứ tư là khu vực đủ điều kiện áp dụng tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn về phát thải của phương tiện, có giải pháp giám sát, xử lý vi phạm về phát thải, chuyển đổi phương tiện, tổ chức giao thông phù hợp đảm bảo giao thông thông suốt. Thứ năm là khu vực mà chính quyền và người dân đồng thuận xây dựng vùng phát thải thấp. Hà Nội sẽ phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy tiến tới dừng ở các quận vào năm 2030. Thành phố sẽ có chính sách thay thế xe máy cũ không đảm bảo an toàn giao thông và xả khí thải, quy định các khu vực cấm ô tô chạy dầu diesel, khu vực hạn chế xe máy, xe tải, taxi, chính sách khuyến khích thay thế xe buýt chạy dầu diesel bằng xe chạy điện, khuyến khích thu hút đầu tư đường sắt đô thị, BRT, monorail, buýt bằng hình thức hợp tác công tư. Dự kiến việc thí điểm mô hình vùng phát thải thấp, LEZ, hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm sẽ được thực hiện từ đầu năm 2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục xác định vùng phát thải thấp trên địa bàn nhằm cụ thể hóa luật thủ đô năm 2024. Ngày 25 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục xét xử vụ cháy quán karaoke An Phú. Thân nhân các bị hại đòi bồi thường tổng cộng khoảng 28 tỷ đồng. Các bị cáo và đại diện 32 bị hại đã thảo luận về yêu cầu và trách nhiệm bồi thường. Các bị cáo gồm Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú và một số cựu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bình Dương đã đồng ý bồi thường theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Phạm Thị Hồng, cựu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bình Dương đã từ chối. Cô cho rằng mình bị oan trong vụ án này và không có trách nhiệm bồi thường cho gia đình các bị hại. Hồng khẳng định không nhận thầu thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy cho quán karaoke An Phú mà chỉ giới thiệu người thi công cho chủ quán. Trong khi đó, các bị cáo khác đều cho rằng lời khai của Hồng không trung thực. Hội đồng xét xử thẩm vấn thêm hai nhân chứng là người trực tiếp thi công cho quán karaoke An Phú. Họ đều khẳng định nhận xây dựng công trình từ Hồng với giá 100 đến 120 triệu đồng. Đại diện viện kiểm sát đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng.
hành vi phạm tội của các bị cáo xâm hại đến quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, gây thiệt hại tính mạng của nhiều người, hoang mang dư luận và an ninh trật tự tại địa phương. Trong vụ án này, bị cáo Hồng không thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, viện kiểm sát cho rằng căn cứ vào hồ sơ và lời khai của các bị cáo Xuân, Hùng, Luân và hai người làm chứng, đủ cơ sở xác định Hồng sai phạm như cáo trạng nêu. Viện kiểm sát đề nghị mức án 7 đến 8 năm tù đối với Phạm Thị Hồng. Xuân, Hùng, Sơn mức án 5 đến 6 năm, bị cáo Luân và Võ bị đề nghị 3 đến 4 năm tù. Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục lấy lời khai vụ nghi phạm đầu độc người tình, lao ô tô xuống vực. Trần Nguyễn Thu Trang, 39 tuổi, bước đầu khai giữa mình và nạn nhân có quan hệ yêu đương. Gần đây ông này quen cô gái khác khiến Trang thủ tức. Cô ta đặt mua cyanua dạng viên trên mạng, đem về hòa vào thức ăn cho mèo thử và chết sau khoảng 2 phút. Hôm 20 tháng 10, Trang và người đàn ông 38 tuổi lái ô tô từ Đồng Tháp về thành phố Hồ Chí Minh. Lúc xuống xe mua nước dọc đường, cô ta lén bỏ cyanua vào ly nước. Sau khi uống, ông này thấy mệt nên bảo Trang cầm lái sang ghế phụ nghỉ ngơi rồi tử vong. Trang chở thi thể nạn nhân về nhà trọ ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, sáng hôm sau lái lên Lâm Đồng tìm cách phi tang. Trưa ngày 21 tháng 10, khi đến khu vực đèo Bảo Lộc, Trang lao xe từ đèo xuống vực sâu 50 m ở xã Đại Lộc. Chiều cùng ngày, nhận tin báo của người dân về vụ tai nạn giao thông, công an tỉnh Lâm Đồng huy động xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, đu dây xuống vực cứu hộ. Lúc được đưa từ vực lên, Trang cho biết mình và người đàn ông đi Đà Lạt chơi, trên đường trở về thì gặp nạn và cô là người cầm lái. Khi xe lao xuống vực, Trang vẫn ngồi trong ô tô, sau đó mở cửa lần theo hướng có tiếng nước chảy để tìm đường ra ngoài. Vào cuộc điều tra, công an xác định người đàn ông tử vong trước thời điểm xảy ra tai nạn và nghi vấn đây là vụ án mạng, tạo hiện trường giả. Trước những chứng cứ cảnh sát thu thập được qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, Trang thừa nhận đã sát hại người tình. Kết quả khảo sát mới nhất cho thấy ông Trump dẫn trước đối thủ Harris 2 điểm phần trăm trên toàn quốc. Cụ thể, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Trump giành được 51% tỷ lệ ủng hộ và ứng viên Đảng Dân chủ Kamala Harris giành được 49%. Tuy nhiên, nhiều cử tri cho biết họ vẫn đang cân nhắc lựa chọn. 12% số cử tri nhiều khả năng đi bỏ phiếu và 18% số cử tri đã đăng ký cho biết họ vẫn chưa quyết định bỏ phiếu cho ai. Ứng viên hai đảng đang tích cực vận động ở các bang chiến trường để tìm cách giành được mọi lá phiếu có thể khi ngày bầu cử đã cận kề. Trong cuộc đua được đánh giá là xích sao bậc nhất mọi thời đại, chỉ số ít phiếu bầu cũng có thể quyết định người chiến thắng. Người sáng lập kiêm giám đốc điều hành Harris X, Brighton Bezo, nhận định bầu cử năm nay là cuộc đua sôi nổi, cạnh tranh cho đến phút chót. Kết quả bầu cử sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu và 18% số cử tri chưa quyết định.